Trong đêm tối, trèo tường vượt núi đi tìm Sư Minh Tuệ, ân tu trên núi Sạn ở Nha Trang. Để tiếp tục hành trình ký sự, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc đặc biệt vào cuối năm 2022, thời điểm mà Sư Minh Tuệ chuẩn bị cho chuyến đi bộ hành khất thực đầy thử thách tại Tây Nguyên vào năm 2023. Thường thường là cơ thể cơ chế của chúng ta thì sẽ ăn ví dụ như là tối thiểu là một ngày phải hai bữa. Dạ. Nhưng mà thầy tu tập thì thầy dùng cái lượng thức ăn nó ít như vậy thì lúc cái thời gian đầu thầy có cảm giác nó khó chịu lắm không thầy? À, cái này thì con cùng chia sẻ với mọi người nè. Cái đây là mọi người thì chắc là khác, nhưng mà bản thân con là ngày xưa con ở đời là trước khi vào chùa là con đã Dạ. tu tập với 6 tháng rồi con mới vào chùa. Dạ. 6 tháng thì con mới vào chùa, nhưng mà khi ăn ngày một bữa là mình ăn chay nữa, mà mình ăn ít nữa là bắt đầu hắn giảm 9 kg, hắn xanh người hắn xanh giống như mà cái lá cái bức tường mà sơn xanh nhé, hắn xanh rồi hắn ốm với giống người người bị bệnh nhé, Dạ. hắn trống rỗng ấy. Cái là một thời gian này hắn giảm ký như thế rồi 6 tháng 1 năm sau thì hắn lại hồi lại, Dạ. hắn hồi lại thì hắn còn nặng ký hơn cả khi mà mình ăn ba bữa nữa, rồi hắn lại nặng hơn, nhưng mà mình lại cũng không muốn nữa. Chẳng hạn như là ngày xưa con ở đời con chỉ có được 48 kg, Dạ. nhưng mà khi con ăn ngày một bữa thì nó xuống 39 kg. Dạ. 39 kg xong rồi khi con ăn lại ăn ngày một bữa 1 năm sau á thì nó lại lên 51 kg. Nếu mà mình ăn đầy đủ đúng mà cái chất rau riết mà mình nấu bài bản như ở chùa với lại ở tu viện á, Dạ. là mình ăn mà bữa nào cũng no là nó lại lên như thế, nó lên hơn nữa. Nhưng mà mình nhưng mà ra đi khất thực rồi thì nó lại khi thì có cơm, khi thì có trái cây, khi thì có bánh mì, nó không có điều đổi, nhưng mà hắn vẫn giữ được cái sức lực, hắn vẫn như thế này. Mọi người nhìn thấy thì nó không phải ốm lắm, Dạ. nhưng mà hắn vẫn có cái sức lực để học tập, bảo dưỡng để cho mình học tập theo lời Phật dạy là được rồi. Dạ. Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, câu chuyện về việc ăn chay của Sư Minh Tuệ kế vào mùa đông sau dịp Noel vào năm 2022 tại hang đá lạnh giá ở núi Sạn, Nha Trang. Dù thời tiết lạnh buốt đã nêu bật được tinh thần kiên trì và kỷ luật trong con đường tu tập của thầy. Với những đêm ngồi thiền định giữa trời lạnh, Sư Minh Tuệ vẫn duy trì nếp sống chay tịnh và tuân thủ quy tắc chỉ ăn một bữa duy nhất mỗi ngày. Dù thầy đã phải trải qua giai đoạn đầu khó khăn, với cơ thể gầy gò, suy nhược do sự thay đổi lớn về chế độ ăn, nhưng thầy đã vượt qua và dần quen với chế độ này. Sau 1 năm, thầy không những khôi phục được thể trạng mà còn tăng cân, khỏe mạnh hơn so với thời chưa ăn chay. Từ góc nhìn khoa học, việc ăn chay giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh liên quan đến tiêu thụ động vật như bệnh tim mạch, cao huyết áp và tiểu đường. Chế độ ăn chay nếu được xây dựng cân đối với đầy đủ các loại thực phẩm từ thực vật như rau củ, hạt và các nguồn protein chay sẽ cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể mà không cần đến các sản phẩm từ động vật. Nhưng mà mình nên, nhưng mà ra đi khất thực rồi thì nó lại khi thì có cơm, khi thì có trái cây, khi thì có bánh mì, nó không có điều đổi, nhưng mà hắn vẫn giữ được cái sức lực, hắn vẫn như thế này. Mọi người nhìn thấy thì nó không phải ốm lắm. Dạ. Nhưng mà hắn vẫn có cái sức lực để học tập, bảo dưỡng để cho mình học tập theo lời Phật dạy là được rồi. Dạ. Vậy thì thầy cũng đã có một cái khoảng thời gian mà phải chịu đau đớn. Dạ có. Đến cơ thể của mình có đau đớn đó thì cái đấy thì dễ thôi, nhiều người ta cũng làm được, nhưng mà cái đau đớn là cái đau là để tập mà ngồi kiết giả, để mà tập ngồi thiền, gọi là để mà mình học tập tu hành, học tập cái đề mục gọi là tứ niệm xứ. Tu hành tứ niệm xứ thì mình buộc mình phải ngồi được tư thế kiết giả. Dạ. Tư thế kiết già ngồi chéo chân đó, mọi người thì cũng biết cái đó rồi, nhưng mà ngồi được 1-2 tiếng thì không nói làm gì, nhưng mà ngồi được 1 ngày hắn rất là đau, ngồi phải ngồi được 1 ngày. Mọi người trong mình đấy á, đều là có một cái nhân duyên cả. Dạ. Thì là ba la mật nó khác nhau, có khi một thời gian nữa một cái duyên kiếp nào đó anh lại tu thành Phật chánh đẳng chánh giác, con lại làm đệ tử của anh, cái đấy cũng có. Cùng thầy nghe. Nói thế là con tổng thọ chết à? Không, cái này là con nghe trong kinh Tiểu Bộ là đều nói. Dạ. đều có như thế, tại vì trong cái những cái tiền kiếp của Đức Thế Tôn kể á. Dạ. Tại vì có những thời điểm này thời điểm kia
Tại vì có trong Đức Thế Tôn đó, ngày xưa như Xá Lợi Phất á, Sariputta đó là ngài tu hành rồi mà Đức Thế Tôn vẫn lo đi làm vua làm đồ ở ngoài, nhưng mà sau đây ngài lại sư phụ của thầy của Sariputta đấy chứ. Dạ. Ở trên đâu có phải làm lúc đấy thì Sariputta là một nhà khổ hạnh lúc nào cũng thế. Những cái câu chuyện tiền thân kể như thế thì mình nói là ở cái đời này không có cái chuyện gì là không có không ấy. Dạ. Tại vì chẳng hạn như bây giờ con hôm nay tu hành như thế nhưng mà đâu có biết cái nhân duyên nhân quả ngày mai tương lai nó ra sao được. Dạ. Nó bất thường, nó vô thường ấy đó. Con thấy là thầy không có bất kỳ một cái kinh sách gì hết. Vậy thì là những cái kiến thức về tu tập ấy thì thầy đã học từ trước rồi hả thầy? Cũng có học từ trước nhưng mà sau này mình bổ túc nghe lại bộ kinh Nikaya. Dạ. Bộ kinh Trung Bộ, Trường Bộ, Tiểu Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ, nếu mà mình còn đó là bộ kinh mà Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ Pali sang. Dạ. còn một bộ nữa là bộ A Hàm được dịch từ Hán Tạng sang, mình nghe kinh đó rồi mình đối chiếu sang cũng được, nhưng mà cái độ hiểu trong kinh sách với lại lời dịch ấy, thì nhiều chỗ mình nói là không biết cái ngôn ngữ Việt Nam mình có diễn tả đúng như cái ý của mà lời bậc đầu sư dạy ngày xưa hay không. Dạ. nó cũng mình cũng không sát, nhưng mà sau này mình tu hành mà đến khi nó vấp những cái đó mình phải hiểu rõ cái nghĩa đó thì mình mới học được, chứ mà mình không hiểu rõ thì mình không học được. Vậy thì là thầy có phải niệm kinh giống như một số các sư thầy khác mà tu tập không thầy? Mình nghĩ là mình tu tập là mình phải có đọc kinh Phật không? À có chứ, phải đọc kinh, nhưng mà không phải là mình ngồi đây mình đọc. Hay chẳng hạn như giờ Đức Phật dạy ở trong kinh đó là ngồi kiết già, lưng thẳng, tránh lựa đến một khu rừng hay gốc cây hay hang đá, ngồi kiết già lưng thẳng để niệm trước mặt an trụ, chánh niệm tôi biết tôi thở ra, chánh niệm tôi biết tôi thở vô, như thế thì mình cũng nghe đó mình làm theo, chứ đâu có đọc gì nữa. Mình tới đó mình ý thức mình làm theo, mà mình không, chẳng hạn như mình tới mình ngồi được tí đau quá mình bỏ mình chạy thì đâu có làm theo nữa. Dạ, nhưng mà dạ. Mình ngồi đó mà nó đau, biết là mình ngồi cái tư thế nó đau thì mình phải tập cái tư thế kiên trì. Dạ. Mình vượt qua cái đau đó thì chẳng hạn như là cái đấy là như anh hồi nãy nói là cái đấy là rất là đau, chứ còn so với cái mà để ăn ngày một bữa thì nó không ra gì cả. Cái này nó đau nó không phải đau một ngày mà nó đau cả năm. Là khi mà ngồi á thầy? Dạ, nó đau cả năm, nhưng mà khi mà ngồi cả năm xong rồi nó hết ý. Nó đau nhẹ, nó êm ý. Nó đau nhẹ lại giờ ngồi tới sớm mai nó cũng không đau nữa. Khi mà mình qua đó, mình vượt qua được là nó ngồi được lâu dài thì các vị kia mới ngồi được nhiều ngày được. Thì mà muốn cái gì thì mình phải tập thì mới có học tập. À, con thấy có một cái điều mà là thường thì chân của mình khi mà mình gặp lại như vậy thì máu nó sẽ không có lưu thông. Dạ. Vậy thì làm sao, làm như thế nào mà để các chi ở chân nó vẫn hoạt động bình thường như theo thầy nói là thầy bây giờ thầy ngồi tới sáng cũng không thấy đâu. À dạ. Không thấy ngồi, hay dữ ta. Ngồi tới sáng thì mình vẫn đứng dậy đi bình thường thế thôi, chứ cũng không cần phải làm massage 15 phút hay cái gì cả. Tại vì cái đây là thuộc về cái lời dạy của ngày xưa con cũng sợ nói là nó hư chân hay là này nọ nó không lưu thông, nhưng mà khi mình gìn giữ giới luật. Dạ. Gìn giữ giới luật rồi mình kham nhẫn, mình kiên trì cái cảm thọ đó thì tự nhiên nó vượt qua, nó cho mình an ổn, nó khắc phục được, nó chịu được thì mình nói cái đây lời dạy này là đúng, không có sao cả. Tại vì nếu mà mình ngồi mà nó hư hại hay là đứng dậy rồi không đi được là mình thấy như mà nói là nó gấp tê tay tê chân đấy. Dạ. Mình ngồi đến qua cái tê đó. Dạ. Qua hết đi xong xuôi rồi tự nhiên hắn trở lại về cái trạng thái của nó. Nó không có sao cả, tự nó sửa. Con cũng bị là nó gấp cái gối, nó sưng 26 ngày thì chừng sau mà có một cái giai đoạn, nói chung là tập cái này thì cái thọ này nó ai mà nhùng một cái thì không vượt qua được, nó đau với lại sợ hư chân, sợ liệt ấy. Chẳng hạn như là mới đầu tiên mà bỏ ra thì không bỏ được nữa, đứng dậy cũng hơi khó khăn, nhưng mà cũng phải mất một thời gian rồi mình đứng dậy được đấy. Nhưng mà nó qua cái giai đoạn đó thì nó lại đứng dậy bình thường, nó lại còn khỏe mạnh hơn cả cái khi mà mình chưa ngồi được nữa. Cái đó nó dễ. Như là gọi là đây gọi là vượt qua giới hạn của thể xác mình rồi. Dạ, cái đấy thì nó còn nhỏ nữa, còn vượt qua cái giới hạn mà để mà đạt gọi là thân mạng thì chắc cái đấy con chưa chưa nếm được.
nhưng mà cũng phải chờ tới cái trạng thái mà con đoán đó là khi mà mình bỏ chết á, đau rất là đau đớn như không hề đó, có cái trạng thái mà để mà ngày xưa mà con nhìn thấy con sư tử mà họ quay được ở trên video trên mạng mà nó chết á, mọi người về tìm trên đấy, trên YouTube chắc có. Trước khi chết nó bỏ bầy đàn xong rồi nó đi ra chỗ vắng vẻ không có ai, là nó vật lên vật vã ba lần rồi nó mới chết đó, sảy bột mép bột mồm ấy. Mình nói con người cũng thế, đau đớn nên là giờ mình lo mình chuẩn bị cái hành trang để chuẩn bị đối phó đối mặt với nó, chứ không mình lấy cái gì mình đỡ. Mình không sợ nữa thì mình không lo cái đấy, mình nhẹ nhàng. Thầy ở trong quá trình mà tu tập của thầy á, thì có khi nào mà thầy mấy ngày liên tiếp thầy không có sử dụng thức ăn? Con chỉ một ngày thôi, một ngày ngày xưa ấy thôi, nhưng mà con biết cái thời điểm mà không sử dụng thức ăn thì 7 ngày cũng chả sao đâu, nhưng mà chưa đến thời cơ. Đến thời điểm cơ duyên thì mình cũng 7 ngày mình không ăn cũng được chứ, mình ngồi thiền mà. Nhưng mà đến khi thời cơ mình tu hành được cái ở trong thân như thế nào, trong tâm mình thì mình biết. Khi mà còn ngủ, còn hôm trầm với lại còn ấy, tham sân si nó chưa muội lược thì mình chưa ngồi được cái đấy. Mà mình ép ngồi cái đấy thì nó thành bệnh. Thầy ép thì mình sẽ bệnh. Bệnh. Giờ con mà chưa hết được hôm trầm thủy miên, còn tham sân si dày đặc ấy trên mà nó chưa vụi lược, nó chưa hết mà con ép con ngồi để cho thành tham, gọi là tham để được cái này, thì nó không bệnh về thân nó xảy ra, hay là tâm nó cũng loạn. Rồi đâm ra mình ức chế nó, ức nén. Nhưng mà giờ con sống như thế này, con xả ly, hôm trầm nó giảm, tham sân si được giảm. Khi mà họ đấm cho như thế, mình không buồn khổ họ nữa, mình không sân hận nữa, hay là họ chửi mắng, họ đánh đập, hay là mình cũng không có gì nữa, hay là mọi người quay băng rồi đưa lên YouTube rồi nổi danh, cái này mình cũng không có vì thế mà ưa thích nữa, mình không có quan tâm nữa, nó không có tham cái điều thứ gì nữa, nó mụi lược rồi ngồi mấy ngày cũng được. Chứ mà còn như thế mà ép vô là con biết đâu có được, mình vô ích. Tại vì cái nhân duyên nó chưa tới, chẳng hạn như mình trồng cây lúa đó chưa tới mùa gặt, mình không gặt sớm được. Rồi thầy sẽ tự biết điều đó. Dạ biết chứ. Cho nên là mình không cố ép được, rồi mình là như vậy. Đúng rồi, mình là phải sống đúng cái cuộc sống đúng với cái đấy chứ, mình đâu có áp đặt được, cơ duyên nhân duyên chưa tới, mình không có lỡ vặt cái quả đó vào giống sớm nó hư chứ. Mình biết cái lộ trình đó mình mới học, chứ không bình thường như thế này mà mình không hiểu lộ trình mình tu tập thành điên ấy chứ. Phải bình thường phải có một cái ngựa, con ngựa có một thầy chỉ hay là một cái gì, chứ không đi tu ba bữa rồi thành điên thành bậy bạ chứ. Nhưng mà mình biết được, mình hiểu được như thế thì mình mới làm. Mình mới học hiểu được cái con đường rõ, một vị nào đó hiểu được con đường rõ thì mới được, nhưng mà hiểu không được thì đâu có làm được. Sai đường ấy đi bậy đi bạ đâu được. Mình phải đi rồi đúng hiểu biết cái trình tự như thế, hay là đến thời điểm như thế mình thấy mình biết được thì mình đi. Chứ còn khi mà thấy con thấy mà không có hôm trầm nữa, ngủ nghỉ giờ nó cũng không cần, không buồn ngủ nữa, cũng không có gục ngã lên ngã xuống nữa, không có té nữa, cũng không nằm ngủ nữa, sân nó cũng không giận hờn gì ai nữa, cũng nó tâm từ bi rồi, tham nó cũng không có tham cái gì, ham muốn điều gì nữa, chạy vào trong rừng sâu mà ngồi chứ. Ngồi nhiều ngày mà ở chứ. Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, câu chuyện mà Sư Minh Tuệ chia sẻ thể hiện sự kiên nhẫn và ý chí phi thường trong con đường tu tập của thầy. Việc chịu đựng những cơn đau thể xác, đặc biệt là khi ngồi kiết già suốt nhiều giờ liền, là minh chứng cho sự quyết tâm vượt qua giới hạn của thân xác để đạt được những bước tiến trong tu hành. Thầy nhận thức rõ rằng nỗi đau thể xác chỉ là một phần nhỏ so với sự đau đớn của tâm trí nếu không kiểm soát được dục vọng và sự tham lam trong cuộc sống. Sư Minh Tuệ hiểu rõ sự quan trọng của việc tu tập kiên trì và đều đặn. Khi nhắc đến những cơn đau kéo dài suốt nhiều năm do ngồi thiền, thầy đã mô tả chúng không phải chỉ là thử thách về mặt thể xác, mà còn là một bài học để rèn luyện tinh thần. Thầy chia sẻ rằng, chỉ khi ta vượt qua được sự đau đớn, không để tâm trí bị chi phối bởi nó, thì mới đạt đến trạng thái bình an và sự tu tập sâu sắc hơn. Câu chuyện còn làm nổi bật sự am tường của Sư Minh Tuệ về các bộ kinh Phật giáo. Thầy không chỉ học từ sách vở mà còn nghe lại các bộ kinh như Nikaya, Trung Bộ, Trường Bộ để liên tục đối chiếu và hiểu sâu hơn về giáo lý. Sự khiêm nhường của thầy cũng thể hiện qua việc thầy không dám chắc rằng ngôn ngữ Việt Nam có thể diễn tả hết được ý nghĩa của kinh điển Phật giáo.
Tuy nhiên, thầy nhấn mạnh rằng, việc tu tập không chỉ là học thuộc lòng kinh sách mà còn phải thực hành để thấu hiểu, từ đó mới có thể tiến bộ trên con đường đạo. Cuối cùng, thầy nhấn mạnh rằng, trong tu hành không thể đốt cháy giai đoạn, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả. Mỗi bước đi đều cần có sự hướng dẫn của kinh sách hoặc thầy chỉ dạy, nếu không dễ rơi vào tình trạng bị mê lầm, gây hại cho cả thân và tâm. Câu chuyện này của Sư Minh Tuệ như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự kiên trì, vượt qua khó khăn và thử thách để đạt được sự thanh thản và giác ngộ trong quá trình tu tập. Phim ký sự giải mã chế độ ăn chay và sức khỏe của Sư Minh Tuệ, Hành trình mùa đông tập 27. Trên kênh YouTube của Tuấn Net đã khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ và theo dõi. Nếu đây là thước phim hay và ý nghĩa, hãy để lại cho em một like và bình luận. Cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông theo dõi để đón xem những tập phim ký sự bổ ích vào lần sau.